Các bạn biết con em gái này ở văn phòng của mình rồi đấy. Đang nghe gì nãy giờ? Đang nghe gì nãy giờ đấy? Nhạc. Nghe bao lâu rồi? 2 tiếng. 2 tiếng, ôi trời. Các bạn hãy cùng nhau xem cái tai. Thế mà cứ bảo lấy tai nghe Dũng mới bẩn, tai nghe Pazo bẩn, vãi trưởng ra đây này. Nó bịt hết cả cái màng loa lại. Và nếu các bạn chưa biết thì tai nghe là một trong những nơi rất là bẩn, cực kỳ khủng khiếp. Nó sẽ rất nhiều đến cái việc như là nấm trong tai hay là sinh ra những cái bệnh tật liên quan đến cái tai của chúng ta mà mọi người không biết cách vệ sinh. Em hãy xem video này của Vật Vờ để anh nói kỹ hơn cho em về cái cách để mà sử dụng tai nghe cho nó thông minh em nhé. Xin chào mọi người. Như tình huống ban đầu mọi người thấy cứ gớm. Mình biết là tai nghe là một trong những cái thiết bị mà được mọi người mượn và sử dụng của nhau chung nhiều nhất. Nhưng mọi người có biết không, đây là một trong những sản phẩm cực kỳ bẩn. Theo thống kê của CNET năm 2019, trên tai nghe có số lượng vi khuẩn gấp 2.700 lần so với cái mặt của mình, so với cái mặt thớt làm bếp. Hơn thế nữa, theo các nhà nghiên cứu khoa học thì chỉ cần sau 1 giờ sử dụng tai nghe, số lượng vi khuẩn sẽ tăng lên gấp hơn 700 lần. Lý do là sau khi chúng ta dùng tai nghe không được thông thoáng, nhiệt độ phía bên trong tai tăng lên, thúc đẩy các vi khuẩn có sẵn ở bề mặt khiến cho nó sản sinh rất là nhanh. Các chuyên gia khuyến khích chúng ta là không nên cho mượn tai nghe bởi vì có thể xảy ra hiện tượng đó là truyền nhiễm vi khuẩn. Nhưng mà thực khó để mà không cho mượn đúng không? Thì cái lớp da bên trong tai, chỗ bị xây sát nhẹ là có thể dễ dàng gây ra các biến chứng gây viêm tai. Ui, nghe xong sợ vãi trưởng. Và những vi khuẩn này khả năng gây ra rất nhiều bệnh liên quan đến nhiễm trùng, vân vân và vân vân. Rồi. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta vẫn cần phải cho mượn thì cách xử lý như nào? Đó là các bạn cứ sử dụng tai nghe tầm khoảng nửa tiếng thì các bạn nên tháo ra khoảng 2 phút để tai được thông thoáng và đồng thời các bạn có thể là ức chế sự phát sinh của vi khuẩn. Bên cạnh đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta là dành thời gian để thường xuyên vệ sinh cái tai nghe của mình. Bụi bẩn có thể nhìn thấy được, diệt vi khuẩn thì lại cực kỳ khó khăn. Và bây giờ thì đợt vừa rồi như các bạn thấy rằng là do Covid diễn ra thì các sản phẩm tập trung nhiều về sức khỏe đã bắt đầu xuất hiện. Và hôm nay mình đã có ở đây một trong những cái sản phẩm tai nghe cực kỳ thú vị đến từ LG. Uầy, mình đã có cả hai cái case, đó là nhân dịp Noel, nó màu đỏ và màu xanh rất thú vị. Đây là tai nghe True Wireless khả năng diệt vi khuẩn bằng tia UV, bảo vệ sức khỏe của chúng ta cũng như là giúp cho mọi người có thể sử dụng một cách thoải mái nhất. Nếu mọi người chưa biết thì thậm chí có những cái thiết bị đó là diệt vi khuẩn bằng tia UV cho cả điện thoại. Nó là một cái hộp đóng lại xong diệt đấy, rất là hay đúng không? Thì chức năng diệt vi khuẩn bằng tia UV là một trong những cái sự nổi trội và cốt lõi của cái chiếc tai nghe mà mình đang có ở đây. Đây là sản phẩm LG Tone Free FN06 và nó xuất hiện ở một số ít những sản phẩm tai nghe thuộc dạng gọi vốn ở trên Diogogo được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên với FN06, đây là sản phẩm tai nghe duy nhất đang được bán tại Việt Nam và diệt khuẩn bằng UV cấp chứng chỉ bởi ban TÜV của Đức. Và các bạn nên biết rằng đây là một tổ chức lớn tầm cỡ quốc tế đạt được chứng nhận của tổ chức này, tức nghĩa là sản phẩm đã được kiểm nghiệm và cũng như là chứng nhận an toàn với nhiều điều kiện phức tạp khác nhau. Và vật liệu của nó thì cũng phải rất là thân thiện, không ảnh hưởng sức khỏe, hay là việc sử dụng tia UV của Tone Free thì sẽ an toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Chức năng diệt khuẩn sẽ được kích hoạt mà chúng ta chỉ cần cho vào kén sạc với nguồn cũng như sản phẩm đã được đóng nắp. Thế nghĩa các bạn không cần phải bật nó lên. Tia UV nano sẽ có những bước sóng cực ngắn, mắt thường, thế nghĩa là các bạn sẽ không nhìn thấy được. Các bạn chỉ thấy những cái màu xanh ở dưới cái nền này. Và LG cam kết sẽ diệt khuẩn được 99,9% vi khuẩn. Bên cạnh đấy thì thực sự là cái công nghệ diệt khuẩn bằng tia UV hay là những cái thứ khác thì có lẽ nó chỉ là cái chức năng phụ, còn cái cốt lõi là người ta mua tai nghe để nghe nhạc. Tai nghe của LG các bạn nhìn thấy có chữ là With Meridian thì đây là một trong những công nghệ âm thanh rất nổi tiếng trên những cái dòng loa X-Boom hay những chiếc ô tô sang trọng. Giống như loa mình đã từng review thì cái con Tone Free FN06 làm theo kiểu cân bằng và tự nhiên, tức nghĩa không nhấn quá mạnh vào các dải âm trầm như các đối thủ khác, và những cái tone âm này giúp chúng ta nghe lâu sẽ không bị mệt, không bị nặng tai, và dải âm trầm của tai nghe được chơi chắc và gọn gàng chứ không bị lấn sang những dải âm thanh xung quanh. Dải mid và treble được làm dày dặn ấm áp giúp cho mọi người, về cơ bản này này, các bạn sẽ nghe những bài nhạc có lời, nhạc ballad sẽ truyền cảm chứ không phải loại nhạc sập sình hay là đập ầm ầm vào tai những cái loại nhạc EDM. Đó thì các bạn phân biệt được thể loại nhạc của chúng ta. Trong app của LG còn có hỗ trợ tùy chỉnh âm thanh theo sở thích với 4 preset cũng như là 2 preset custom. Và mình đã sử dụng tai nghe này rơi vào tầm khoảng của mấy tháng rồi ta, rất lâu. Và thực sự là các bạn thấy cái chữ free là đại diện cho một cái vấn đề, đó là sự thoải mái và tự do. Tai nghe có trọng lượng nhẹ và khả năng đeo thì cực kỳ fit và vô cùng là ấn tượng trong cái việc mà mình rung lắc. Nhiều lúc mình đeo mình còn không có cảm giác có ở trên tai của mình.
Tít tai nghe được quảng cáo sử dụng vật liệu cao su y tế thân thiện với tai và nó mềm. Gần như là mình chưa bật nhạc lên mà các âm thanh xung quanh trong phòng làm việc của mình đã rất là yên tĩnh. Nhưng mà hơi đáng tiếc là gì? Nó không có chống ồn chủ động nha các bạn. Và bù lại thì các bạn thấy là khả năng khi chúng ta bật nhạc tầm khoảng 60% là các bạn đã nghe cực kỳ tốt. Và nó hỗ trợ khả năng xuyên âm để các bạn có thể là vừa nghe nhạc vừa nói chuyện với mọi người trong những cái môi trường cần thiết. Ví dụ như các bạn tập thể thao, các bạn đi bộ vân vân. Tai nghe này thì kháng nước IPX4 nên mà những cái cơn mưa đột ngột thì các bạn có thể tránh qua nhưng không phải đi bơi. Và điều khiển bằng cảm ứng. Có rất nhiều thao tác tùy chỉnh trong cái app này, các bạn có thể không cần phải chỉnh trên điện thoại. Tuy sở hữu là một cảm giác đeo nhẹ nhàng thoải mái nhưng dung lượng pin thì lại rất tốt. Nó trụ là lên tới 6 tiếng nghe liên tục cũng như hỗ trợ sạc nhanh 5 phút cho 1 tiếng phát nhạc. Kén sạc thì các bạn thấy là nó có hai màu là trắng bóng hoặc đen nhám. Mình không thích màu trắng bóng lắm bởi vì tuy nó sang nhưng nó lại quá dễ bị trầy xước sau một thời gian ngắn mà chúng ta sử dụng. Cái kén này thì cực kỳ là gọn và nó còn hỗ trợ là sạc không dây. LG còn có case bảo vệ như các bạn thể nhìn thấy ở đây, như kiểu là một cái bánh macaron vậy. Và tai nghe này thì chúng ta có chuẩn kết nối Bluetooth 5.0 với codec của nó là SBC hoặc là AAC cho chất lượng cao. Các bạn giảm cái độ trễ trong quá trình xem phim và các bạn thấy là nghe nhạc cũng vậy. Tai nghe khả năng kết nối tuyệt vời khi cầm mở nắp là tự kết nối luôn, mình thử với cả iPhone luôn. Và mặc dù là kể cả không phải thiết bị LG, các thiết bị Android đều được. Mic của tai nghe thì để phần đáy của cái que vị trí gần miệng hơn, hỗ trợ cho chúng ta tốt khả năng thu âm cũng như khả năng đàm thoại. Ấm áp nhưng lọc gió thì thực sự là không ổn cho lắm, nên mà thành ra là khi các bạn ra ngoài nói chuyện trong quá trình mà các bạn đang chạy bộ thì nó sẽ chưa thực sự ấn tượng. Và tất nhiên về chơi game thì với những chiếc tai nghe True Wireless này thì nó vẫn có một độ trễ nhất định khi các bạn chơi tự game bắn súng chẳng hạn. Tóm gọn lại thì đây là một chiếc tai nghe mà LG đã lựa chọn một hướng đi rất thông minh. Trong cái lúc mà mọi người đều quan tâm đến sức khỏe thì một chiếc tai nghe có tia UV để diệt vi khuẩn là rất thú vị. Mình biết rằng là nhiều bạn không tin. Bản thân mình nói thật mình không tin về cái này quá rõ rệt. Khi mà cái lúc mà bảo là mua một cái sản phẩm để mà diệt vi khuẩn dành cho điện thoại mình đã không mua. Nhưng với một chiếc tai nghe thì mình cho rằng khi mà một cái build của nó đã tốt, chất âm của nó tự nhiên, đeo lại quá tuyệt vời, thì bổ sung thêm một chức năng thì là một trong những cái lý do mà khiến chúng ta có thể mua nó thay vì các đối thủ cạnh tranh. Và mình biết rằng là mẫu tai nghe của LG thì có rất nhiều người quan tâm và khá là hot trên những cái cộng đồng như là Kèo Thơm. Mình thấy mọi người bàn tán về sản phẩm này nhiều. Mọi người đừng quên comment và cho mình biết về cái trải nghiệm các bạn với chiếc tai nghe này nhá. Hẹn anh em vào các video lần sau.